lúc ngân sắc quyệt trục tới tay cho đến khi bị cướp đoạt đi, bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau khi nghe tiếng cười hài hước đó, Phạm Lăng cuối cùng từ bất ngờ vì biến cố khôi phục lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xâm nghiêm nhìn Hắc bào Nhân trên thân cây. Sau khi nhìn thấy trang phục quen mắt tại phòng đấu giá, không khỏi ngẩn ra, âm lãnh nói: "Là ngươi?" Tại lúc Phạm Lăng nói chuyện, mười mấy tên huyết vệ còn có lực chiến đấu giữa sân đều cực ăn ý, nhanh chóng rời đi, vừa vặn đem hắc vào nhân vây quanh trong đó. Mà tên La Trường Lão cũng là vẻ mặt âm lãnh, một bôi băng nhãn lạnh như đồng, tràn ngập sát ý, bất kể người đến tột cùng là mục đích gì. Bất quá, nếu hắn phá vỡ hành động của bọn họ, tuyệt đối không để cho hắn sống sót rời đi. Phạm Lăng thiếu tôn chủ, chúng ta lại thấy mặt. Trên khuôn mặt thanh tú hắc bào tươi cười, Tiêu viêm xoay xoay ngân sắc quyền trục trong tay, cũng không để ý huyết vệ vây quanh tứ phía, khẽ cười nói. Giao ra quyền trục, cho ngươi chết toàn thây. Trường đao trong tay chỉ hướng tiêu viêm, phạm lăng âm trầm, nói ra có chứa đầy sát ý âm lãnh. Tiêu viêm nhún vai, chẳng những không để ý, ngầu lại bàn tay vừa lộn, ngân sắc quyền trục đang xoay tròn trong tay, lên bị thu vào trong nạp giới. Hào hảo! Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, khóe miệng Phạm Lăng co có quắp một trận, sắc mặt tái nhợt, hắng giọng liên tiếp hai chữ hào hào sắc bén để sát ý. Tại lúc Phạm Lăng vừa nói xong, mười mấy tên huyết vệ đang vây quanh tiêu viêm, rồi đột nhiên cùng kêu lên một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay nâng lên, âm trầm huyết sắc đấu khí tự trong cơ thể phát ra. Cuối cùng đưa huyết đao đều bao trong đó, quay về hướng tiêu viêm chém tới. Khóe mắt đảo qua đám huyết vệ đang vây công bốn phương tám hướng, bàn tay tiêu viêm chậm rãi lộ ra, nhanh chóng nắm lấy huyền trọng xích giấu ở trong hắc bào sau lưng vị trí đôi mắt cảm thụ chứa càng thêm đến gần xâm hàn ký khính một lát sau đôi mắt chật mở một cổ khí tức hùng hồn từ cơ thể phát ra tiêu viêm tung cước đá xung quanh giống như một vòng tròn hắc sắc lấy tiêu viêm làm điểm trung tâm hùng hằng khuếch tán ra vòng tròn hắc sắc lướt qua ẩn chứa chấn lực mạnh mẽ khiến cho hầu hết huyết vệ vũ khí đều bị chấn bay chỉ còn sót số ít mấy tên huyết vệ thực lực cường giả còn có thể miễn cưỡng cầm vũ khí bật quá hổ khẩu cũng bị vỡ tan máu chảy Cước trưởng xoay tròn dừng lại, vòng tròn hắc sắc tiêu tán, mắt nhìn huyết vệ khoảng cách gần nửa thước, mặt hung hãn vẫn như cũ, tiêu viêm khóe miệng cười lạnh. Chân đạp mạnh thân cây, thân thể cơ hồ biến thành một bóng đen nhanh như thiểm điện xuyên qua thế công của mười mấy tên huyết vệ. Giữa không trung lần lượt có tiếng ẩm vang lên, một lần vang lên là một gã huyết vệ miệng phun máu tươi từ trong nhánh cây rậm rạp rơi xuống, dãy ruộng vài cái nhưng vẫn như cũ là vô lực té xuống ngẩng đầu nhìn kịch biến giữa không trung, Phạm Lăng sắc mặt vốn âm hàn, lúc này đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, mũi chân đạp nhẹ, cầm lấy một thanh đao đầy máu, tiện tay xé rách quần áo, chậm rãi đưa lên lau vết máu, đạm mạc nói: "Thực lực chỉ khoảng tứ tinh đại đấu sư, dám tranh miếng ăn trong miệng ta, có can đảm, có hào khí, là trưởng lão đến đây đi, ngươi một viên, vạn nhất hắn có ý định bỏ trốn ngăn cản hắn." Thiếu tông chủ cẩn thận, mà tên trưởng lão kia có chút gật đầu, đỡ hẳn trưởng lão tạm thời mất đi lực chiến đấu lui ra phía sau vài bước. Khi tiêu viêm cùng huyết vệ ra tay, hắn cũng đã đại khái thấy rõ thực lực. Mà dù lực lượng cùng với nhanh nhẹn hắc bào nhân với hắc hồ mộ, đại đấu sư trước đó mạnh hơn không ít, bất quá quản như thế nào cũng chỉ là đại đấu sư mà Phạm Lăng sớm là một gã đấu linh cường giả. Giữa không trung, gã huyết vệ cuối cùng cũng là âm âm dính trưởng, trên mặt bị máu tươi trẻ kín, con mắt từ từ nhắm lại sau khi gã huyết vệ cuối cùng bị thua thân thể tiêu viêm từ từ hạ xuống trọng xích trong tay chỉ xéo máu tươi từ từ rơi xuống Ta nghĩ người một đường theo dõi chúng ta nguyên nhân là vì tàn phá đồ lắc lắc thành đao trong tay phạm lăng đột nhiên nhàn nhạt, nhạt nói trọng xích khẽ run trên khuôn mặt thanh tú của hắc bảo nhân toa ra vài phần lãnh ý xem ra vận khí bổn thiếu tùng trụ thật sự không sai đánh đầu chúng đó đều có thể đoạt các bảo bối nếu ngươi để ý thứ đó như thế này, nói vậy nó cũng không phải vật vô dụng. Chờ sau khi ta trở về, ta sẽ báo cha ta quan sát một chút, lấy lịch duyệt của hắn, hắn là có thể nhìn ra tàn phá đồ này. Cử chỉ của tiêu viêm mặc dù là cực kỳ nhỏ, bất quá lại bị Phạm Lăng gắt gao chú ý phát hiện, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Ngươi có lẽ không có cơ hội, tiêu viêm nói. Thật không? Loại người thấy bảo vật hoa mắt như ngươi, tại hắc giác vực ta thấy rất nhiều, bất quá kết quả cuối cùng bọn họ cũng không có gì là cái tốt. Phạm Lăng cười lạnh. Theo huyết hàn khí tràn ngập, Phạm Lăng lưng thoát ra có chút chuẩn bị, giống như một đầu mãnh thú phát hiện còn mồi vậy. Trong đồng tử từ từ nổi lên tơ máu, nhìn qua giống khi tức một dã thú. Chân đạp mạnh xuống đất, từ trong yết hầu đột nhiên gầm nhẹ, thân hình giống một mũi huyết tiễn, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tiêu viêm. Thành trường đao trong tay bị huyết sát đấu khí bao vây xé rách không gian hung hằng chém xuống. Tại lúc Phạm Lăng chém xuống, trong không khí vang lên âm thanh chói tai kéo dài một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng thanh sắc và hồng sắc đụng vào nhau, khuếch tán ra, trực tiếp là đem đất đá xung quanh hai người bay gần nửa thước. Đầy trời khói bụi mù mịt, cảm thụ song trưởng gần như là chất lặng, khuôn mặt Tiêu Viêm dưới hắc bào thoáng có chút biến hóa, không hổ là đấu linh, thực lực không biết vượt qua đại đấu sư bao nhiêu, chỉ là tại sao hỏa đấu khí này có cảm giác hư phu. Lấy thực lực của Tiêu Viêm, mặc dù có thể cùng đấu linh cường giả chống lại, nhưng tiêu hao bằng bại đấu khí, Lúc trên nhìn Phạm Lăng công kích hùng hãn vô cùng, nhưng tiêu viêm cũng không ngờ mạnh mẽ như vậy. Người này lực lượng thật mạnh, sau khi hai đao tiếp xúc, Phạm Lăng cùng tiêu viêm tung mấy đá như tia chớp, sau đó lui ra phía sau vài bước, cảm thụ chân còn nhàn nhạt, nhạt đau đớn, trong lòng không khỏi có chút kinh dị. Cha nói quả nhiên không xả, huyết công pháp mặc dù bá đạo quỷ dị, tu luyện tiến triển nhanh, nhưng quá mức ỉ lại ngoại lực lấy đấu khí trong cơ thể khó có thể đạt tới ngưng thật trí cảnh. Cùng người đối chiến tổng chỉ là có chút hại, cũng may chỉ là đại đấu sư thu thập cũng không khó. Trong lòng rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, khuôn mặt phạm lăng tái nhật cùng đấu khí trong tay vũ khí cũng là biến đổi quỷ dị. Bất kể ngươi đến tuột cùng là ai, hôm nay ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Giữa sòng trường, mùi máu tươi không ngừng tán ra, phạm lăng dơ lên đầu, hướng tiểu viêm cười lạnh. Hóa cốt huyết trưởng, Xong trường phạm lang quỷ dị biến giống như là máu tươi phía ngoài hai gã huyết tông trưởng lão không khỏi ngẩn ra nhìn nhau một cái nói không nghĩ tới tông chủ đưa đấu kỹ này dạy cho thiếu tông chủ hạc bảo kia coi như là tự mình lấy trứng trọi đá đôi con người đen nháy của tiêu viêm gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc vũ khí đang bạo xạ tới tràn ngập mùi máu tanh tiểu tử kia cẩn thận một chút lấy thường lượng ngươi bây giờ nhưng cũng không phải là đối thủ đấu linh cường giả rực lão nhắc nhở âm thanh nở nụ cười nhẹ, đôi mắt của Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể đấu khí nạp tại trung tâm, một lũ thanh sắc hỏa diễm giống như là núi lửa phun mạnh, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến hiển dị tại trong cơ thể truyền dựng lên cao. Người định theo thanh sắc hỏa diễm quỷ dị xoay tròn, đột ngột trong mắt Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được một cỗ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo. Huyết khí ngập trời lao đến, trong huyết vụ chứa kinh khí âm hàn, trong nháy mắt sống đến thân thể sau ngày lưu huyết vụ bao vệ thân thể tiêu viêm đôi mắt tiêu viêm đột nhiên mở ra Thanh sắc hỏa diễm từ trong bạo xạ ra, một cỗ khí tức hùng hồn khiến bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ. Song chống vung lên như tia chớp, thanh sắc hỏa diễm phát ra, trong lòng tiêu viêm đấu khí mạnh mẽ vận chuyển. Thiên hỏa tam huyền biến, trong huyết vụ, một đôi huyết trường cùng thanh sắc hỏa trưởng cùng giao chiến, một cổ kinh khủng đấu khí từ trường tâm hai người đột nhiên khuếch tán ra, khiến hai gã huyết tông trưởng lão đang đứng cạnh không thể không biến sắc mặt. Huyết vụ chung, song trưởng đối oanh sau, yên lặng trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phạm Lăng có chút hoảng sợ. Dị hóa, ngươi sở hữu dị hóa. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lại là một đạo nhiệt khí từ trong huyết vụ khách tán ra. Huyết vụ từ từ bị thôn tính, đột nhiên vang lên một thanh âm học máu tươi, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong huyết vụ chung bắn ra. Sau khi bắn ra chừng 10 thước, cuối cùng đánh mạnh vào một thân cây trên, bả vai chấn động, thân cây bị chấn thành hai đoạn lưng dựa vào thân cây bóng người mềm nhún thân gập xuống song trở chóng mặt máu tươi trên khóe miệng rơi xuống tiếng hít thở dồn rập không ngừng thiếu tông chủ ánh mắt quay về phía bóng người cực kỳ chật vật hai vị trưởng lão huyết tông sắc mặt nhất thời đại biến hoàng sợ thất thanh bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra sau khi phạm lăng thi chèn ra đấu kỹ hóa cốt huyết sát trưởng có thể nói âm độc quỷ dị bậc này lại là một gã thường lực đại đấu sư biến thành bộ dáng thể thảm như vậy Cả người run rẩy đứng lên, Phạm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị cháy xém một mảnh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một mảnh kinh hãi, ho khan kịch liệt vài tiếng. Cùng với ba người yên lặng, không gian cũng là hãm lại một trận không khí an tĩnh. Bất quá chỉ trong chốc lát sau, trong đám huyết vụ đang mờ dần, vang lên tiếng bước chân chậm rãi, nhưng làm cho cả ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng bước chân từ từ trong huyết vụ lặng yên vang xa, một bóng người toàn thân bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn bóng người toàn thân đều bị bao vây trong thanh hỏa, Mơ hồ cảm thụ nhiệt khí thẩm thấu ra, hai gã huyết tông trưởng lão đột nhiên có chút cảm thấy trong đấu khí cơ thể lưu chuyển trì trệ, lập tức hoảng sợ nói: "Trên người hắn chính là dị hỏa." Huyết tông công pháp truyền về âm hàn, bởi vậy cùng hỏa thuộc tính là tương xanh tương khắc, đương nhiên tương khắc này cũng chỉ là đối với hỏa thuộc tính đấu khí bình thường, còn nếu là gặp cùng một loại cấp bậc thiên địa hỏa diễm thì sẽ giống như là lão thử gặp miêu vậy, loại tương khắc này là một loại áp chế tuyệt đối không có chút lực chống lại. Trong huyết tông môn quy có viết rõ nếu gặp hỏa cường giả khác thường, mau lui. Bởi vậy có thể thấy được huyết tông công pháp đã bị dị hỏa khắc chế tới thê thảm, thậm chí cùng sở hữu dị hỏa cường giả giao chiến. Người huyết tông căn bản phát ra 5 6 phần 10 thường lực. Bất quá may mắn trên thế giới người sở hữu dị hỏa cũng không nhiều, nên nhiều năm như vậy, người huyết tông cũng rất ít khi chính thức đụng thấy dị hỏa cường giả. Lúc này đây đám người phạm lăng nhất đúng là đèn đổi. Tiêu giả một chút thanh sắc hỏa diễm quanh thân thể hiện ra khuôn mặt thanh tú nhìn ba người kinh ngạc, tiêu viêm mỉm cười. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao gây hấn huyết tông ta? Chỉ cần ngươi lui bước, ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ huyết tông thề, tuyệt sẽ không truy cứu sự việc. Thân thể đứng thẳng, phạm lăng dễ dụa cùng hai gã trưởng lão cùng quát. Muốn đợi phạm lao chạy tới, tiêu viêm tươi cười sáng lạn nhưng ẩn chứa băng hàn. Nghe vệ Phạm Lăng sắc mặt khẽ biến, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mà so với chính mình cũng còn muốn trẻ hơn rất nhiều. Hắn khó có thể tưởng tượng đối phương tuổi trường này như thế nào có khả năng sở hữu dị hỏa, cho dù là ngay cả cha hắn cũng cực kỳ là kinh khủng với tâm trí không tầm thường. Thiếu tông chủ, người đi trước đi để ta ở lại cản hắn. Lấy thực lực tông chủ, hắn là cũng nhanh giải quyết người thiên xà phủ, chỉ cần kéo dài một chút thời gian liền có thể chống đỡ đến khi tông chủ đến. Nghe là trưởng lão nói Phạm Lăng cắn răng Cũng không có một chút chần chờ Kéo thân thể trọng thương Quay đầu bỏ chạy Nhìn Phạm Lăng quay đầu bỏ chạy không chút chần chờ Tiêu viêm đột nhiên cười cười Quay đầu chạy một đoạn không cảm nhận được kịch chiến phía sau Phạm Lăng nổi lên một cỗ nghi hoặc Xong nghi hoặc vừa mới hiện lên Nhưng là đột nhiên hiện lên một tia thất thải quang ảnh trong tầm mắt chật lóe thất thải quang ảnh giờ phút này giống như là kinh cung trì điểu phạm lăng không kịp nhìn chân đột nhiên dừng lại ánh mắt quét qua xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra lập tức nhướng mày vừa muốn tiếp tục chạy trốn ngực đột nhiên đau đớn mãnh liệt cố nén đau nhức phạm lăng chậm rãi cúi đầu vừa vặn nhìn thấy một cái thất sắc từ phía sau lưng xuyên thấu ra thất thải quang ảnh sau khi xuyên thấu thành một lỗ nhỏ mà phạm lăng không coi vào đâu bỗng biến thành một thất thải tiểu xa lớn gần nửa thước con mắt gắt gao nhìn chăm chăm tiểu xa có một đôi mắt yêu dị Phạm Lăng nghĩ không rõ, lấy lực phòng ngự đấu linh cường giả bị nó xuyên trực tiếp qua như là đậu hũ. Lần này thật hảo, từng ngực truyền đến đau nhức làm cho ánh mắt Phạm Lăng từ từ mơ hồ. Tại lúc sắp ngã xuống, hắn mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn nhìn thấy thăng sắc hỏa diễm chợt thịnh. Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết thì bị hỏa diễm khắc chế tuyệt đối hai gã trưởng lão, một trọng thương, một vết thương nhẹ căn bản không có khả năng sống sót. Trong tay tiêu viêm đột nhiên thực lực tăng vọt thân thể từ từ ngã xuống đôi mắt phạm lăng dần khép lại giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy hắc bảo nhân chậm rãi xuyên qua rừng quay về hướng mình bước lại theo bước tiến thanh sắc hỏa diễm trên thân thể tiêu viêm từ từ lùi vào cơ thể mà khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng là lặng yên hồi xúc đi đến trước mặt phạm lăng khí tức tiêu viêm hồi phục lại là đại đấu sư Sau mặt chu tái nhợt ho khan kịch liệt vài tiếng mắt nhìn bàn tay bởi vì lực lượng quá độ cường đại xuất hiện vết xém hắn không khỏi nở nụ cười khổ một tiếng thấp giọng nói thiên hòa tam huyền biến uy lực thật là không sai chỉ tiếc đối với thân thể tổn thương cũng không nhỏ không nghĩ tới người thành công sử dụng thiên hòa tam huyền biến đệ nhất trọng biến hóa chỉ bất quá hôm nay còn có chút không phần thục nếu không mặc dù hao tổn dám chắc sẽ có nhưng ít nhất không gặp phải loại thường thế này dường lão thanh âm có chút kinh ngạc trong lòng tiêu viêm vang lên xem ra hắn đối việc tiêu viêm trong một tháng học được cách sử dụng thiên hỏa tam huyền biến cảm thấy có chút ngạc nhiên Tiêu viêm có chút gật đầu đưa thôn thiên mãng thù vào trong áo, sau đó cúi người tháo nạp dưới trên ngón tay của Phạm Lăng, rất nhanh một trận lục loại Một hồi lâu sau, một hàn hộp ngọc bị hắn lấy ra. Miệng có chút khô khóc nhìn hộp hàn ngọc kinh khủng trong tay, với định lực của tiêu viêm trái tim cũng là hùng hăng đập mạnh. Hít một hơi, hắn không có mở hộp hàn ngọc mà trực tiếp thu vào trong nạp dưới của mình, sau đó lục lọi tiếp, một lúc sau hiện ra một khối cổ tàn phá đồ. Mở tàn phá đồ ra xuất hiện trước mặt tiêu viêm lộ tuyến quen thuộc giống như là một nửa đồ án yêu dị. Cuối cùng cũng tới tay. Nhìn tàn phá đồ khuôn mặt tiêu viêm nảy lên một chút kích động, cẩn thận đưa vào nạp giới, thở một hơi thật dài. Tiểu tử kia, nhanh lên đi, ta nhận thấy khí tức phạm lao. Vừa mới thu tàn phá đồ thanh âm rực lá vang lên vội vàng. Trong lòng căng thẳng tiêu viêm nhanh đứng dậy. Xong ngay khi hắn định xoay người thì thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó cúi người đánh một trưởng mạnh vào thiên linh cái phạm lăng, tiếng khớp xương đầu vỡ vụn vang lên, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, hóa thành một đạo bóng đen lao vào trong rừng rậm. Sau khi tiêu viêm biến mất tầm 10 phút, một đạo hồng sắc ảnh tử từ bầu trời phóng nhanh qua, một lát sau thân hình đột nhiên cứng ngắc đóng tại một chỗ trên bầu trời. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn các thi thể, hồng ảnh phóng nhanh xuống, ánh mắt đào qua trên thân thể huyết vệ, cuối cùng đột nhiên nhãn đồng cò rút nhanh, dừng lại tại thi thể 10 đạo bảo phục theo khô lâu, tay nắm chặt, tiếng rát chi vang lên đào mắt qua các thi thể nhưng không thấy cái hắn muốn tìm lập tức vội vàng quét qua chung quanh một lát sau thân thể biến thành một hồng ảnh mơ hồ lao vào trong rừng rậm trong rừng rậm hồng ảnh đột nhiên dừng lại cả người run rẩy nhìn một cỗ thi thể trong giây lát sắc mặt tái nhợt ngửa đầu xuất một đạo âm thanh oán độc tiếng hô vang một hồi mới từ từ hạ xuống phạm lao bước nhanh đến gần thi thể của phạm lăng giữa hai tay huyết quang đại thịnh gắn vào trên đầu phạm lăng theo huyết quang chiếu rọi một giọt máu quỷ dị chậm rãi từ cái ót phạm lăng thẩm thấu ra cuối cùng lơ lửng trước mặt phạm lao nhưng từ từ quanh quẩn bất kể là ai chỉ cần bổn tông cha ra ta sẽ băm vằm thành trăm mảnh